Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một trò chơi rất là vui. Chúng ta có một cái cần câu. Chà chà, và chúng ta sẽ câu những ô tô và đồ vật dưới này lên cái mũ đỏ này nhá. Ui nặng quá. Ui nặng quá. Một chiếc. Ai nào con ạ? Hai chiếc. Chà, nặng quá. Máy bay trực thăng nặng quá. Ba chiếc. Chà, 4 chiếc. Ui, máy bay phản lực. Nà. Xe ô tô đầu kéo. Toa tàu hỏa này, ái chà chà. Và đây là xe buýt. Chúng ta câu được rất nhiều thứ nha. Máy bay trực thăng. Rồi, thôi. Chúng ta câu vậy thôi nhá.